Mặc dù chăn nuôi cho khu dân cư, nhưng phần lớn các hộ đều không có biện pháp để xử lý chất thải mà xả thẳng ra kênh mương, khiến cho môi trường của nhiều xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân. Thay vì mua đất giãn dân để làm nhà ở, thì một số hộ dân lại xây chuồng trại chăn nuôi lợn, khiến các hộ dân trong khu dân cư hết sức bất bình. Đó là thực trạng đang diễn ra tại khu dân cư mới thuộc thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa. Kể cả đến 9-10 giờ đêm nó vẫn còn phảng phất qua nhà. Đấy, không những nhà tôi mà nó ảnh hưởng đến tất cả của cái khu này. Nó bốc lên, người dân ở đây rất bức xúc. Không chỉ chăn nuôi trong khu dân cư, mà nhiều hộ dân trên địa bàn xã Trung Nghĩa còn lấn chiếm, cơi nới hệ thống thủy lợi để xây dựng chuồng trại, xả thẳng chất thải ra sông. Xã Phú Cường có gần 5.000 con bò thịt và hầu hết số bò này đều được nuôi trong khu dân cư. Dù có sử dụng hầm bioga để xử lý chất thải, nhưng do số lượng vật nuôi vượt quá quy định so với diện tích hầm, nên chất thải vẫn được các hộ xả thẳng trực tiếp ra môi trường, hệ thống thủy lợi, khiến toàn bộ kênh tưới tiêu của địa phương trở thành kênh chết, gây ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng chảy. Buổi chiều họ rửa chuồng nhiều, nước nó dâng lên, cho nên là mỗi một lần họ rửa nước nó chảy, cái mùi hôi thối nó bốc rất là khó chịu. Hiện thành phố Hưng Yên có trên 32.000 con lợn và hơn 10.000 con trâu bò. Trong đó, phần lớn các vật nuôi trên được nuôi trong khu dân cư, tập trung nhiều tại xã Phú Cường, Hoàng Hanh, Hùng Cường, Trung Nghĩa và Quảng Châu. Tuyên truyền vận động nhân dân trong cái nuôi là phải qua hầm khí bioga, tổ chức là khơi thông, rồi lạo vét mương máng, hồ ao. Vừa qua chúng tôi cũng đã đi khảo sát và giám sát cái nội dung này. Kết quả cái xử lý cái ô nhiễm của môi trường thì không thể làm ngày một ngày hai và cũng không thể một cấp làm được. Trong cái thời gian mà chờ các cái dự án đề án thì cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục có những cái quan tâm để xử lý ô nhiễm môi trường. Thực trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư trên địa bàn đã diễn ra từ nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của nhân dân. Các cấp chính quyền và ngành chức năng cần sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân và đúng thực chất là xã nông thôn mới.